Hello xin chào bác nha. Nay bên em có một cái bộ mic Beyer quỷ tím muốn thanh lý, giá rất là rẻ. Bác nào nhu cầu thì có thể đặt mua bộ này với hát cao kê, rất là ok luôn. Cái đầu chụp này em thay đầu chụp mới luôn rồi. Đây, tay thì là nó màu inox Beyer vỉ tím nhá. Đây, màu Beyer vỉ tím này các bác này. Đấy, chuôi này thì nó có một cái chuôi bên nó hơi lệch chuôi một tí nhưng không sao, đấy nó không quan trọng. Đây bạn nhìn này, bay ở vị trí này đấy, vẫn hoạt động bình thường. Đây, tay thứ hai này, đây 1 2 4 5 6 7. Dòng bay là cái dòng mic đang hot nhất thị trường hiện nay về karaoke. Về được karaoke, mic Beyer là mic tiếng lịnh giọng nhất và tiếng sáng cho sự âm hay. Bộ như này mà mới nó giá nó rơi vào khoảng 6 triệu. Giá hôm nay thành ý cho các bác là 1 triệu 7 bao ship nhá. 1 triệu 7 là bao ship. Đầu này cái giọ này em thay mới này. Đấy, màu inox. Toàn bộ đấy. Bác nào nhu cầu thì alo nhé, tiếng rất là hay luôn. Em thử này, nghe 1 2 3 4 5 6 7. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Độ nhạy rất là cao. Nói ra dòng Beyer thì trước giờ tiếng ra rất là bay rồi, định giọng. Đây, tay thứ hai này em test cho các bác luôn này. Tay thứ hai này 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Đi, bác nào chốt nhanh thì đặt hàng qua bên em nhé, ship COD luôn, ship COD, giá thành ý 1 triệu 7 bao ship nhá. Chào bác.